Phối chung với lại túi của mình, rồi mắt kiến, rồi dài của Bola, với lại nón của sớm nè. Nói chung là bây giờ mình sẽ phối đồ đi nha. Let's go! Đây là cái outfit đầu tiên của Bola. Bola chọn cái ống màu hồng. Bola cảm thấy là mọi người rất là thích màu thu. Shop The Decoy này có rất là nhiều màu. Bola thích màu hồng nhất luôn. Bây giờ Bola sẽ lấy một cái túi basic như thế này thôi để Bola đeo. Mình sẽ phải đi bất kỳ nơi đâu. Đây nó sẽ quay một vòng cho mình coi nha. Bola cảm thấy là bây giờ mình sẽ muốn đổi cái đôi giày này thành một cái đôi giày đặc biệt hơn, đó là đôi boot đen Bola. Rồi, ok, thì Bola cảm thấy là cái outfit này nó sẽ tôn được cái style của Bola hơn là cái bộ hồi nãy. Bây giờ chúng ta đã xong cái áo màu hồng này rồi và chúng ta sẽ bắt đầu với những cái bộ khác. Và đây là bộ outfit của thứ hai của Bola. Thì cái bộ outfit thứ hai này Bola sử dụng chiếc khăn bandana của The Decoy. Chiếc khăn bandana này có 8 màu nhưng mà Bola chỉ đem có 3 màu thôi. Người Bola thích màu hồng, màu nâu và màu xanh. Thì cái bandana này mình đeo được 2 kiểu. Đó là mấy bạn có thể bận như áo ống. Rồi mấy bạn cũng có thể xả ở đây, xả xuống là nó sẽ được một cái khuôn áo màu hồng. Bola bận với lại cái đôi boot màu kem của Bola nãy để đây nè. Bola phối với cái quần jean rồi một cái túi của khói màu xanh. Thì mọi người đeo cái túi này nó rất là hợp với cái bộ đồ. Có thể là mọi người đeo túi này cũng được. Nếu mà mọi người không kiếm được cái khác thì cái này cũng là ok. Đây là outfit thứ 3 của Bola thì mọi người cũng đã thấy rồi. Tadam! Một chiếc áo cardigan rất là đẹp và đây là mẫu mới chưa bán luôn nha mọi người. Thì mọi người đợi thông báo sẽ có thông tin bán của cái áo cardigan này ở trên web của shop dirtycoins.vn. Ok, bây giờ Bola sẽ khoác lên cho mọi người xem nha. Ở đây có gì Bola có luôn. Tiện giảm ngay tiện. Thì Bola thấy là bây giờ mình phải đi uống tóc thì nó sẽ hợp hơn cái bộ này mà để tóc thẳng bình thường quá nên là Bola sẽ nhúng cái xong tóc của anh liền mọi người. Của Bola nó rất là xanh nha mọi người. Xanh chữ xanh nè, giày xanh nè. Rồi, mình cũng xanh luôn, tươi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đổi outfit thứ tư nha mọi người. Đây là outfit thứ tư của Bola. Rồi Bola đã bận cái quần này là của DirtyCoins nha mọi người. Thì hôm bữa Bola lúc mà Bola lấy cái quần này về Bola nghĩ là Bola không bận được. Bởi vì nó hơi lủng ở ngay cái phần mắt cá của mình. Nhưng mà sau khi Bola phối với lại cái áo như thế này Bola cảm thấy là nó rất là cá tính luôn á. Với lại khi mà mang Jordan thì lại thấy nó rất là vừa phải chứ nó không có bị lửng hay cái gì hết. Form đúng đẹp luôn mọi người. Bây giờ Bola sẽ mang với lại cái túi off white của mình là màu đen. Đó. Rồi xong rồi nếu mà mình muốn có điểm nhấn thì một là mình sẽ đổi nón nha mọi người. Thì Bola sẽ đổi nón này là cũng của Darry thôi. Có màu đen và màu trắng. Đây. Cái form rất là xinh. Đây, Bola đổi cho mình xem. Nón này thì Bola nghĩ là mình đội mình không có kiểu để tóc ra đằng trước á. Tại vì nó đã bè rồi cho nên là Bola muốn là để tóc ra đằng sau hết. Nó sẽ xinh hơn. và nó rất là hợp màu với cái quần này luôn. Rồi thì bây giờ ta sẽ tháo nón ra để thay đổi là mình sẽ đeo mắt kính. Và ta thấy khi mà mình đeo mắt kính đó, mà mình đội cái nón vô, nón này thì với mắt kính này nó hơi lụa đạn nên là đeo riêng. Mình sẽ đeo cái kính này vô, nhưng mà mình đeo kính này thì mình hơi sệ cái xíu thôi. Thì đây là outfit thứ 5 hôm nay. Mọi người cũng biết là cái váy form như vậy đó thì ở bên ngoài người ta bán rất là nhiều màu. Còn ở đây thì Bola có một cái váy logo của The Decoy luôn, là các bạn có thể bận với tất cả những cái outfit của The Decoy mà các bạn không sợ là thiếu cái váy. Tức là hôm nay shop đã có váy cho mình rồi. Váy rất là dễ thương, mọi người có thể phối với lại một cái áo thun nhỏ. Rồi Noel sắp đến thì mọi người có thể khoác một cái áo khoác lông như vậy. Cái váy này của Bola là shop The Decoy chưa có ra. Hiện tại Bola đang bận một trong những cái mẫu mà sắp ra mọi người, cho nên là mọi người đợi shop thông báo rồi mọi người mua nha. Rồi bây giờ Bola sẽ đi thay cái outfit thứ 6 cho mình. Ta-da, đây là outfit thứ 6 của Bola và cũng là cái váy của hồi cái outfit thứ 5. Nhưng mà lần này thì Bola lại bận chung với lại cái crop top của The Decoy. Cái crop top này vừa mới mở bán của mọi người và mới nhất luôn. Thì bây giờ Bola sẽ cho mọi người xem một cái look mới để phối chung với lại cái crop top này là cái quần màu xanh này. Ok, quần màu xanh này. Thì đây là cái quần Bola sẽ phối chung với cái laptop Bola đang bận nè. Laptop này xinh lắm luôn, nó có những cái họa tiết ở ngay hai bên tay của mình nên là vẫn rất là cá tính luôn. Ok, và bây giờ Bola sẽ đổi outfit thứ 7 cho mọi người xem nha. Thì đây là cái outfit thứ 7 mà Bola muốn cho mọi người xem. Đây là hoodie mà bong bóng. Thì bây giờ mình sẽ nhảy cho nó ngắn cái video luôn chứ mình không có đi ra video nha. Mình sẽ nhảy lên và là chồng mình xem cái hoodie nữa. Ok, 1, 2, 3. Thì đây là cái outfit thứ 8 mà Bola muốn cho mọi người xem. Đây là nguyên một cái bộ vừa hoodie vừa quần luôn. Thì mọi người có thể là đi chạy bộ, đi tập thể thao hay là đi, nói chung là đi đâu cũng được. Thì mọi người có thể bận cái bộ này, hoặc là mọi người tách lẻ ra mình bận cái hoodie không, hoặc là tách lẻ ra mình sẽ bận cái quần không. Nhưng mà Bola nghĩ là cái này nên bận một bộ nó sẽ dễ thương hơn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đổi thêm một cái nón cho nó chung nguyên một cái outfit này luôn. Đây. Thì đây sẽ là một bộ mà chúng ta sẽ đi